trước khi nhà thuốc xuống thăm khám và lại hình ảnh về quá trình gãy xương cổ đùi của bệnh nhân. Thì nhà thuốc sẽ xem lại hình ảnh gãy xương ban đầu. Thì hơn 3 tháng trước, cụ lại không may trượt chân và người nhà cho đi chụp chiếu. Thì được biết là cụ bị gãy xương cổ đùi, hình ảnh gãy xương cổ đùi lệch lên trên và ra ngoài, và mấu chuyền lớn bệnh nhân là bong ra ngoài khá là xa. Sau khi được nhà thuốc đắp thuốc bằng thuốc nhanh nghiền xương được hơn 1 tháng, thì nhà thuốc xuống dìu cụ đi nhẹ nhàng, và từ đó đến nay được gần 3 tháng, thì hôm nay nhà thuốc xuống kiểm tra và dặn cụ tập đi lại và chế độ ngâm thuốc. Hiện tại cụ đi lại vẫn còn yếu, thì nhà thuốc sẽ ra giảm thuốc uống cho mạnh gân xương, mạnh cơ, lưu thông khí huyết để cụ đi lại được bình thường. Bây giờ bà mà đi lại chưa? Từ cái này. Vâng, con đi lại cho con nha. Đây con xuống kiểm tra cho bà mà. Vâng. Đi đi. Đi mẹ bà ơi. Hôm nay bà 9 mấy rồi? 95. 95. Hôm nay là được lại được ấy rồi. Vâng. Người ta vừa ấy gọi người ta đến người ta phụ tô. Vâng. Tuổi bà can xương này là tốt rồi. Vâng. Phải răng đi lại nhá. Cho nó cứng cơ lên. Cái hôm mà bác không cha bác không xuống được rồi. Vâng. Tôi tim tôi ngã xong rồi tôi tim. Bà đi 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 vài vòng nữa. Đi cho con vài vòng nữa. Đi 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 thoải mái. Có bác cứ bán ở cho tôi mấy phân thuốc để cho tôi. Vâng. Nó cứng gân. Đó là này con các thuốc cho bà cho nó mềm cơ nhá. Ừ. À, đi đi. Về xương cổ đùi bà 95 rồi, nhưng mà can xương là tốt rồi. Còn đi đi. Thoải mái. Đi vài vòng rồi cháu biết là cháu đi được ra giảm thuốc cho bà. Đi đi, bà đi đi. Rồi bà đi đi. Mấy hôm nay là tôi lại đi gặp tôi lại thì đi chợ đấy chứ mà tôi chỉ có vâng. Đấy cả thôi. Cái này phải dần dần, bà năng đi thường xuyên cho cháu nhá. Vâng. Rồi. Cái này là tốt rồi. Thì cháu cắt thuốc và bỏ người nhà lên lấy thuốc nhá. Ui giời, bác có đi xuống đây để bác mang cho tôi. Dạ, dạ. Cháu đi dâm hoa đi nhà khoa để mang cho bà thuốc. Vâng. Vâng. Vì là xương của bà là ổn định, bây giờ đang yếu yếu cơ nhá. Vâng, thì bác giúp tôi đi. Vâng, vâng. Cắt thuốc cho tôi một là thuốc dạ. Vâng, thì lá hay là thuốc... Hôm nào con xuống con đưa cho bà. Ừ. Vì là xương bây giờ can rồi nhưng mà về cơ thì đang yếu thôi. Vâng, cái thuốc của bác uống là tốt lắm. Vâng, vâng. Cái thuốc thì trước tôi uống đấy. Vâng, dạ, dạ. Tôi cứ mong mà tôi không biết đường đi. Vâng, thì xương bà khỏi bây giờ đang yếu cơ thôi. Ừ, yếu vâng. Cơ mà. Vâng, vâng, thì con chào bà nhé. Vâng, xin chào. Vâng. Anh giúp tôi nhé. Vâng, vâng, nghe rồi. Con xuống hôm nào con xuống con đưa cho bà thuốc mạnh cơ để bà đi được vâng. Bình thường. Vâng. Vâng. Xương là đang tốt rồi. Vâng. Nếu mà có thuốc làm rồi thì tốt mà. Vâng, vâng. Có làm rồi là thuốc viên thuốc thôi thì. Không, còn con là thuốc thang thôi. Thuốc thang phải vâng. Thuốc làm. Luôn. Hôm nào con đi làm qua đưa cho bà. Ừ. Mất một xương này đi là tốt rồi. Ừ. Và 9 mấy tuổi rồi. Chín tám rồi. Vâng, con chào bà.